Tôi luôn tin duyên phận là một thứ đặc biệt, cũng rất phong phú và nhiều màu sắc. Có những người xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi ra đi. Điều duy nhất để lại là một câu nói răn lòng không hỏi ra miệng: vì cớ gì mà họ lại xuất hiện chứ? Rồi cầu mong từ đây về sau, từ kiếp này tới kiếp sau, tới kiếp sau nữa, thôi đừng gặp lại. Có những người xuất hiện để tôi biết, thật ra thế giới này rất ấm áp. Có họ, tôi được yêu thương, được quan tâm, được ủng hộ, được tha thứ. Đó là những người có mối liên hệ quan trọng nhất trong cuộc đời. Không chỉ tình cảm mà còn có nghĩa vụ và trách nhiệm. Là trách nhiệm cũng là ấm áp. Lại có những người xuất hiện trong cuộc đời dạy tôi cách yêu thương người khác, cũng dạy tôi biết trân trọng chính mình. Không có trách nhiệm, không có ràng buộc, không có hứa hẹn, không có thề nguyền, xinh đẹp và đơn thuần thế thôi. Từng nghe người đời tiếc nuối, hận gặp nhau quá muộn. Quá muộn để bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời đối phương. Quá muộn khi người đó cần sự ủng hộ của mình nhất, bản thân đã chẳng có mặt. Lại cũng từng thấy câu hận gặp nhau quá sớm. Sớm đến mức bản thân chẳng đủ chín chắn mà giữ cho tình cảm này trong lành sạch đẹp. Sớm đến mức không đủ trải nghiệm để hiểu thế nào là yêu thương, hiểu thế nào là trân trọng, để khi tất cả vụt mất lại chẳng cách nào lấy lại thuở ban đầu. Không có quá khứ ở bên, nhưng hiện tại và tương lai bầu bạn có phải là đã đủ rồi không? Tôi từng hối tiếc vì sao không gặp em sớm hơn một chút, hiểu về em sớm hơn một chút thôi cũng được. Nhưng rồi tôi nhận ra, có lẽ thời điểm gặp gỡ của chúng ta là vừa vặn nhất. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều với em trong quá khứ, nhưng vì gặp em, tôi trân trọng hiện tại và mong chờ vào tương lai. Đối với tôi, đó chính là đúng người, đúng thời điểm. Vào ngày hôm ấy, vào khoảnh khắc ấy, em xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Kể từ nay về sau, cuộc đời tôi được định nghĩa lại lần nữa. Mất giác giật mình, tôi tỉnh giấc từ trong câu chuyện xa xưa. Thời gian ngắn trước, tôi cùng bạn đi xem bộ phim hoạt hình ngắn Chú Mèo và Suối Đào Hoa. Chú mèo trong bộ phim đó đã nói rằng trong tim mỗi chúng ta đều có một con suối đào hoa. Ở nơi đó xinh đẹp mà bình yên là một nơi mà lòng ta hướng về. Tôi nghĩ trong lòng tôi cũng có một con suối đào hoa xinh đẹp như thế. Đó là một vùng đất tránh xa thị phi ồn ào, thành thị đông đúc. Nơi đó có một căn nhà nhỏ, có một khoảng sân luôn tràn ngập nắng vàng ấm áp. Nơi đó có một giàn nho xanh mướt, có một chú cún và một chú mèo đuổi bắt trong vườn. Trong mảnh vườn trồng đầy hoa hồng đỏ, và nơi đó có em. Ngày qua tháng, tháng qua năm, hạ sang, nghiệp già giảm đen vì cháy nắng. Đông về, bầu trời đột nhiên đổ tuyết rơi. Bốn mùa, tôi cùng em gắn bó. Trời xanh rồi mây trắng, vẫn có em ở bên. Vòng luân hồi vội vã này, nào còn điều chi đáng sợ nữa. Tương lai không biết, cơ duyên bất định. Thế nhưng, giờ phút này, tôi có em ở bên. Trong biển tự chuyện của tôi đã
sẽ chẳng phải là những phần thơ tiếc nuối. Trường ca từng viết rằng, từ ban đầu của mối tình yêu từng mù quáng như thế, như thiêu thân lao vào biển lửa, chỉ khi trở thành một phần của sự dịu dàng ấy mới chịu cam lòng. Nhưng qua một thời gian khóc thương và chứng nặng, chúng chìm xuống, trở nên đầy dịu dàng và mê đắm, như thể đang yêu sinh mệnh thứ hai của chính mình. Thiên tỷ, tôi muốn nói, đã bao năm trôi qua, tôi vẫn yêu em như yêu chính giấc mộng của mình. Rồi sẽ có một ngày, tình cảm này lắng xuống, trở thành sinh mệnh thứ hai trong tôi.
thiên khung tim.